Thì các bạn ơi, mình giới thiệu các bạn sản phẩm đấy chính là máy thái rau củ quả băng chuyền. Với mẫu máy thái này có thể thái rau, thái hành, thái lá. Với chiều đường đường kính vào đó là 10 phân, 10 cm. Máy cao nó là rơi vào tầm 77, 78. Chiều rộng của máy nó rơi vào tầm 50. Thì mình xin được giới thiệu cái chức năng của máy. Máy toàn bộ với loại inox thì mình xin thái để trước cho các bạn nhé. Cái này có thể điều chỉnh được độ dày mỏng này. Một phần thì các bạn có thể thoải mái. Khi các bạn muốn tăng chiều dày của nó lên thì các đây có hai cái biến tần, một cái biến tần là điều chỉnh dao và một biến tần là chỉnh băng chuyền. Thì các bạn có thể tăng cái băng chuyền này lên một chút. Khi các bạn tăng băng chuyền lên một chút thì đồng nghĩa với thái nó sẽ dày lên. Đấy, thái nó sẽ dày lên. Còn mình xin được thái mình thái rau đi. Cái này thái rau, đây là mình đang xáo muối cho gà cho vịt ăn này. Thái rau rất là tốt. Đây là thái, đây là chú thái của nó rơi vào tầm 4 ly. Mình muốn bây giờ thái để tăng cái độ dày lên, thái to lên một chút là để chỉ nên thái dày lên một chút này. Đấy, nó sẽ dày lên này, các bạn có thể thấy nó sẽ dày lên. Nếu các bạn muốn băm nữa thì các bạn bỏ vào tiếp. Bỏ vào tiếp. Đấy, nó lại băm nữa, băm nát rồi. Đấy. Có độ dày mỏng, các bạn có thể cho giảm cái độ băng chuyền này. Giảm độ băng chuyền này để được chi tiết dày dày. Đấy. Các bạn có thể thái được cả hành lá nhá, hành lá rất là tốt nhá. Rồi tắt đi.